Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Với tỷ lệ ủng hộ chiếm 66,02% trong tổng số hơn 400.000 đảng viên đủ tư cách bỏ phiếu, đảng SPD đã nhất trí tham gia vào chính phủ đại liên minh với liên đảng bảo thủ CDU-CSU của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3 tại Italia chứng kiến sự thất bại nặng nề của đảng cầm quyền cùng sự lên ngôi của các đảng dân túy và cực hữu, song không đảng nào đủ điều kiện để một mình lãnh đạo đất nước, dẫn đến tình trạng quốc hội treo. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, vòng 7 tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA giữa Mexico, Mỹ và Canada đã chính thức khép lại với một số tiến triển tích cực. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn tất đàm phán thêm từ 6 đến 8 chương của Hiệp định đã không đạt được. Nhật đã tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng mức thuế 25% với thép và 10% với nhôm khi được nhập vào Mỹ. Mexico và Canada là hai nước được miễn trừ chính sách này. Tuy nhiên, việc hai nước láng giềng của Mỹ có tiếp tục được hưởng chính sách này hay không sẽ phụ thuộc một phần vào tiến triển của các cuộc đàm phán về hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA. Ngày 7 tháng 3, Ủy ban châu Âu cho biết 11 nước thành viên EU đang phải chứng kiến tình trạng mất cân bằng kinh tế và họ cần giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, đặc biệt là tại Italia, Cộng hòa Xíp và Croatia. Sau khi Mỹ tuyên bố chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, 11 nước còn lại đã tiếp tục thúc đẩy và đạt được thỏa thuận về nội dung và tên gọi mới của TPP là CPTPP bên lề hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chỉ sau đó 4 tháng, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được ký kết tại Chile vào ngày 8 tháng 3. Chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về CPTPP và tác động của Hiệp định này. Ngày 8 tháng 3, 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã ký kết hiệp định tại thủ đô Santiago, Chile. Theo đó, CPTPP bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019. Chúng tôi mong muốn mở rộng và làm sâu sắc thêm mạng lưới các thỏa thuận thương mại rộng khắp nhằm đem lại lợi ích cho công dân của chúng ta theo một cách toàn diện hơn. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là một ví dụ. Đây là một hiệp định đầy tham vọng và hiện đại, với tầm nhìn hướng tới tương lai, kết hợp một cách sáng tạo những chủ đề mới của thương mại quốc tế, để những lợi ích của toàn cầu hóa có thể tiếp cận được với mọi người. Tích cực và tiến bộ, đó chính là mục tiêu của thương mại trong thế kỷ 21. CPTPP là một thành tựu mang tính lịch sử nhằm tạo ra các quy tắc tự do và công bằng cho thế kỷ 21 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngày hôm nay, tất cả các vị bộ trưởng đã nhất trí nỗ lực hết sức để tiến tới việc mở rộng nhanh chóng và thực hiện hợp lý thỏa thuận này. Tiền thân của CPTPP là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết tháng 2 năm 2016. Với 12 nước tham gia, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi hiệp định, cho rằng hiệp định đa phương này làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người Mỹ và nhấn mạnh Mỹ sẽ tiến hành đàm phán các hiệp định thương mại song phương. Cuối năm 2017, 11 nước thành viên còn lại đã đổi tên Hiệp định TPP thành CPTPP với nỗ lực khôi phục hiệp định trên thông qua nhiều vòng đàm phán. Hiệp định CPTPP về cơ bản sẽ giữ nguyên nội dung đã đàm phán của TPP, nhưng sẽ có thêm hai phụ lục và bổ sung quy định về tính hiệu lực, quy trình rút lui, gia nhập, rà soát lại CPTPP trong tương lai. Về quy mô, CPTPP chiếm khoảng 15% GDP, 15% tổng thương mại toàn cầu và 500 triệu dân. Hiệp định sẽ có hiệu lực trong 60 ngày sau khi có ít nhất 6 quốc gia tham gia hoàn tất các thủ tục phê chuẩn. Hiệp định CPTPP có gì đặc biệt hơn so với TPP? Quá trình đàm phán nhanh chóng liệu có đem lại hiệu quả thực sự cho các nước thành viên? Mời quý vị cùng gặp gỡ ông Claudio De Negri, đại sứ Chile tại Việt Nam, nước chủ nhà đăng cai sự kiện lần này. Cảm ơn đại sứ đã tham dự chương trình của Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Thưa ông, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được ký kết tại Chile vào ngày 8 tháng 3 vừa qua. Thì đối với Chile là nước đăng cai tổ chức thì sự kiện này có ý nghĩa như thế nào ạ? Cảm ơn VTV đã mời tôi tham gia chương trình ngày hôm nay để chia sẻ với khán giả về việc ký kết thỏa thuận hết sức quan trọng này.
Chúng tôi rất phấn khởi bởi đây là một thành công lớn của 11 nước thành viên. Sự kiện này có mặt của hơn 400 đại biểu, trong đó có Bộ trưởng Thương mại đến từ các nước thành viên. Tổng thống Chile Michel Bachelet đã bày tỏ sự hài lòng bởi đây là một bước chuyển lớn về kinh tế thương mại trong khu vực. Đối với Chile, đây là một sự kiện rất có ý nghĩa. Nó thể hiện sự đoàn kết và thiện chí của các chính phủ khu vực trong thời gian qua. Chile đã ký kết 26 hiệp định với 64 nền kinh tế trên thế giới. Với những hiệp định này cũng như nỗ lực hội nhập, Chile luôn muốn mở cửa các thị trường mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế các nước. Với hiệp định này, Chile có khả năng tiếp cận các thị trường mới với hơn 3.000 sản phẩm của các nước thành viên. Điều đặc biệt có ý nghĩa là trong tình hình thế giới rất biến động hiện nay, các nền kinh tế trong các khối thương mại sẽ có điều kiện để hội nhập lẫn nhau và đối với Chile, các hiệp định này sẽ tạo ra giá trị cho các chuỗi sản phẩm, tiếp cận một thị trường rộng lớn gồm 489 triệu người. Chúng tôi rất vui mừng bởi sự kiện này. Đây là một hiệp định rất thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước thành viên, giúp họ hội nhập với nền kinh tế thế giới. Thưa ông, vậy thì văn bản cuối cùng của CPTPP có gì khác so với văn bản TPP cũ ạ? Hiệp định này rất giống với hiệp định TPP trước đây, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt. Như các bạn đã biết, Mỹ đã rút khỏi hiệp định TPP. Theo đó có khoảng 20 điều khoản được xóa bỏ, trì hoãn chưa thực hiện. 20 điều khoản này chủ yếu liên quan đến bằng sáng chế dược phẩm và quyền sở hữu trí tuệ. Trong quá trình đàm phán hiệp định này, chúng ta đã gặp ít khó khăn hơn so với các cuộc đàm phán TPP trước đây. Các điều khoản còn lại hầu như được giữ nguyên. Về quy mô, hiệp định TPP chiếm 40% GDP, 30% thương mại toàn cầu và có 800 triệu dân. Trong khi đó, hiệp định CPTPP chiếm khoảng 15% GDP, 15% tổng thương mại toàn cầu và 500 triệu dân. Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng hiệp định CPTPP đã được tiến hành rất là nhanh chóng và như thế thì sợ có thể dẫn đến những cái thiếu sót khi mà thực hiện. Ông nghĩ thế nào về điều này ạ? Tuy tôi không trực tiếp được nghe các ý kiến này, nhưng theo tôi, quá trình đàm phán CPTPP là một quá trình nối tiếp của quá trình đàm phán TPP rất lâu dài trước đó. Về thực chất, hiệp định CPTPP sau này là TPP được bắt đầu từ năm 2004 với việc ký kết thỏa thuận hợp tác xuyên Thái Bình Dương vào năm 2005 của Brunei, Chile, Singapore, New Zealand nhân sự kiện APEC tại Chile. Theo đó, quá trình đàm phán ký kết CPTPP ngày nay là một quá trình kéo dài hơn 10 năm. Vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, chính phủ Chile đã bày tỏ sự hài lòng về những nỗ lực của Chile và các nước thành viên trong các cuộc đàm phán và đạt được sự đồng thuận trong ký kết CPTPP. Tóm lại, tôi muốn nói rằng việc đàm phán CPTPP không hề diễn ra một cách vội vã, mà đó là một quá trình lâu dài và việc ký kết này không có nghĩa là chúng ta không phải tiếp tục hoàn thiện nó trong thời gian tới. Thưa ông, đánh giá thế nào về khả năng Mỹ quay trở lại hiệp định CPTPP ạ? Quan điểm chính thức của chính phủ Chile cũng như các thành viên đó là luôn hoan nghênh và mở cửa cho Mỹ cũng như bất cứ quốc gia nào muốn tham gia vào CPTPP. Nhưng điều quan trọng là Mỹ phải tuân thủ và tôn trọng hiệp định mà các nước thành viên đã ký kết. Mặc dù không có sự tham gia của Mỹ và quy mô kinh tế của CPTPP không còn được như TPP trước đó, nhưng hiệp định vẫn mang tới những lợi ích đáng kể cho các nước thành viên. Nó tạo ra một khối thương mại rất lớn, tạo ra một cái thị trường thế giới thống nhất. Và trong cái bối cảnh hiện nay vòng đàm phán Doha sụp đổ, trong bối cảnh hiện nay là người ta đang co cụm lại chủ nghĩa bảo hộ đang nổi lên như vậy, thì rõ ràng các nước ký thì hiệp định sẽ tạo ra một môi trường kinh tế rất thuận lợi cho các thành viên này nói riêng và cho kinh tế thế giới nói chung. Cho nên nó thể nói là ý nghĩa của hiệp định này là rất lớn. Các quốc gia tham gia CPTPP, trong đó có Việt Nam, sẽ đạt được những lợi ích lớn về kinh tế vì hiệp định này thúc đẩy tự do hóa lớn hơn về dòng vốn đầu tư, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại xuyên quốc gia và bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ cho các thành viên. Hơn thế nữa, bằng việc mở rộng quy mô thay vì là một khối thương mại riêng biệt, thỏa thuận thương mại này sẽ mở rộng lợi ích chung giữa các nước thành viên trong khi giảm các tác động kinh tế tiêu cực đối với phần còn lại của thế giới. Bên cạnh đó, tham gia CPTPP sẽ giúp Việt Nam mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico, cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà chúng ta đang có lợi thế. Thế còn những cái ngành mà được hưởng lợi thì chúng ta đều thấy là những cái ngành hướng về xuất khẩu của Việt Nam chúng ta. Bởi vì thuế xuất của nó về cơ bản
có lộ trình là sẽ được đưa về 5% hoặc là 0%. Cái thứ hai là nó cũng sẽ hỗ trợ cho một số những ngành ở trong nước. Bởi vì những ngành đó thì có thể nhập khẩu những cái máy móc, thiết bị về sản xuất kinh doanh và thuế suất nó thấp hơn. Thì đương nhiên nó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất kinh doanh và cái chi phí đầu vào ở mức độ là thấp hơn. Và qua đó nó sẽ thúc đẩy cái nền sản xuất kinh doanh ở trong nước và xuất khẩu của Việt Nam chúng ta. Chúng ta vẫn có thể gia nhập được vào thị trường, ví dụ thị trường Nhật Bản chẳng hạn, là một thị trường mà hiện nay chúng ta cũng đang đứng thứ 5, thứ 6 trong cái là cái đối tác thứ 5, thứ 6 về thương mại và đối tác thứ 3 gì đấy về đầu tư, rõ ràng là lớn. Một thị trường như thị trường Úc chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể xâm nhập, và đặc biệt là những mặt hàng nông sản chúng ta có thể xâm nhập được vào những cái thị trường như vậy. Một lợi ích nữa có được từ CPTPP là giúp Việt Nam cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, lợi ích mang tính bền vững, lâu dài. Thưa ông, việc tham gia CPTPP sẽ đem lại lợi ích gì cho các nước thành viên ạ, đặc biệt là đối với đại Chile? Như tôi đã nói, CPTPP sẽ giúp mở rộng thị trường của các thành viên. Hàng nghìn sản phẩm của các nước có thể thâm nhập thị trường lẫn nhau. Đối với Chile, chính phủ của chúng tôi khẳng định rằng cơ hội để Chile hội nhập với khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ là rất rộng lớn. Không chỉ thế, hiệp định này sẽ giúp Chile hay bất cứ thành viên nào có điểm tựa vững chắc hơn và hội nhập sâu sắc với các nền kinh tế lớn ngoài khối. Và tôi cũng nhắc lại rằng đây là cơ hội lớn để tạo giá trị cho các chuỗi sản phẩm. Có nghĩa là có thể có một hoặc nhiều sản phẩm được tạo ra với sự hợp tác của hai hay nhiều nước thành viên. Hy vọng rằng điều này sẽ tạo thuận lợi cho các nền kinh tế nhỏ. Với Chile, đây là thỏa thuận quan trọng nhất trong 20 năm qua. Riêng đối với Việt Nam và Chile thì thỏa thuận CPTPP này sẽ mang lại lợi ích gì trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước ạ? Vừa rồi tôi đã có buổi chào từ biệt với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh với tôi rằng hiệp định này, Chile và Việt Nam có rất nhiều điều kiện để thúc đẩy hợp tác. Qua đó, trong làn sóng chuyển giao, chúng ta cần hợp tác và mở cửa để đón nhận cơ hội mới như công nghệ, kỹ thuật. Tóm lại, với hai nước chúng ta, hiệp định này đã mở ra tiềm năng mới trong hợp tác song phương cũng như nền kinh tế của hai nước. Ông có thể nói rõ hơn về quan hệ giữa Việt Nam và Chile trong thời gian ông làm đại sứ tại Việt Nam? Cả hai chính phủ đều khẳng định rằng quan hệ hai nước là quan hệ hết sức đặc biệt, một mối quan hệ ưu tiên trong chính sách đối ngoại mọi lĩnh vực. Quan hệ hai nước chúng ta đã có lịch sử lâu đời, từ những năm chiến tranh tại Việt Nam vào năm 1969, khi mà Tổng thống Chile lúc bấy giờ sang thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chile là nước thứ hai tại Mỹ Latin thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hiệp định tự do thương mại đầu tiên mà Việt Nam ký với các nước ở bán cầu phía Tây là với Chile. Hiệp định tự do thương mại này có hiệu lực từ năm 2014. Với việc ký kết hiệp định CPTPP, Việt Nam và Chile đã hợp tác một cách chặt chẽ trong quá trình đàm phán và chuẩn bị ký kết. Quan hệ giữa Việt Nam và Chile là quan hệ ổn định dưới bất kỳ nhiệm kỳ chính phủ nào. Hiện kim ngạch hai chiều đã vượt qua con số 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và ngày càng tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Với hiệp định CPTPP, hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Vì chúng ta là hai nước đang phát triển, chính vì thế chúng ta phải càng hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Trong bối cảnh đó, Chile luôn có chính sách ưu tiên tăng cường hợp tác và phát triển các quan hệ. Trong các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, hai bên cũng sẽ luôn ủng hộ hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói lãnh đạo hai nước đều rất hài lòng với sự phát triển của hai nước hiện nay. Vâng, thưa ông, gắn bó với Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ vừa qua thì theo ông, đối với Việt Nam, vai trò của Việt Nam trong quá trình đàm phán CPTPP như thế nào ạ? Trong quá trình chuẩn bị và đàm phán hiệp định CPTPP, Việt Nam đã tham gia rất tích cực. Trên cơ sở hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Chile, Việt Nam có vai trò rất chủ động trong hiệp định mới. Với vai trò là chủ tịch đăng cai sự kiện APEC 2017 cũng như thành viên tích cực của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, Việt Nam đã thể hiện mình một cách mạnh mẽ. Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc hội nhập khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nước ASEAN có tầm quan trọng nhất định đối với Chile trong bối cảnh hiện nay. Chile và Việt Nam cũng giống như cầu nối giữa khu vực Mỹ Latin và Đông Nam Á. Vậy thưa ông, sau khi ký kết thì khi nào CPTPP sẽ có hiệu lực ạ?
Tôi không rõ được ngày cụ thể CPTPP sẽ có hiệu lực, nhưng quốc hội các nước sẽ cần phải thông qua. Đầu tiên cần phải hiểu rằng mỗi quốc gia có quy trình lập pháp riêng để phê duyệt hiệp định này. Có thể thấy, bình thường thì chính phủ hay cơ quan hành pháp sẽ ký kết hiệp định, sau đó trình lên cơ quan lập pháp để phê duyệt. Trong nhiều trường hợp, với 11 quốc gia, chúng ta có 11 thể chế khác nhau. Có những nơi quá trình này cần phải thông qua quốc hội phê chuẩn, ở nơi khác thì không. Theo đó, nhiều quốc gia sẽ phải xem xét sự phê chuẩn của quốc hội là cần thiết hay không. Theo quy định của hiệp định này, chỉ cần ít nhất 6 quốc gia thành viên ký phê chuẩn, hiệp định sẽ lập tức có hiệu lực. Tuy nhiên, nó chỉ có hiệu lực đối với 6 quốc gia đã ký, còn các quốc gia còn lại chưa phê chuẩn hoặc chưa hoàn thành quá trình phê chuẩn trong nước sẽ có 60 ngày để hoàn tất quá trình này. Đây là một quy trình khá phổ biến đối với các hiệp định quốc tế. Điều quan trọng ở đây là quốc hội hay cơ quan lập pháp cần phải phê chuẩn hiệp định. Tôi hy vọng là điều này sẽ diễn ra sớm nhất có thể vì lợi ích của tất cả các bên. Cảm ơn đại sứ về những chia sẻ vừa rồi ạ. Được biết là đại sứ cũng đã đang kết thúc nhiệm kỳ của mình và đã dành những ngày cuối cùng cho VITV để trả lời phỏng vấn. Và chúng tôi chúc ngài có những cái tương lai tốt đẹp hơn trong phía trước ạ. Vâng, cảm ơn VITV đã cho tôi cơ hội được chia sẻ ngày hôm nay. Tôi cũng xin chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ tại Việt Nam. CPTPP là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao bởi nó không chỉ đề cập đến các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại, mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhà nước. Và không thể phủ nhận, chính sự đổi mới này sẽ đem lại nhiều cơ hội cho các nước thành viên tham gia như Việt Nam. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.